số tài quốc chuyển luôn. Kẻ đây, anh thò tay bên bên trong trong nhìn trên đấy, quý đấy con. Đôi khi nói được mà nó bình thường. Hôm nay mình giới thiệu với cái kiểu đầu hay cái bộ tóc này, cắt như thế, có thể thợ tóc người khác là cũng xem. Rồi, thanh niên nó cũng xem mình phải sáng tạo cái mẫu tóc mới. Như em là họ có tóc tóc thanh niên nó xem nó làm tóc của mấy ai thì xem cái đó. Kênh bây giờ họ mới đa số trên TikTok nhiều. TikTok á? TikTok thì được 30 giây các cái TikTok. TikTok là mình phải có cái nổi bật chứ. Mình có cái nổi tiếng trên YouTube à? YouTube bây giờ hầu như là nó khó tiếp cận với người xem nhiều. Một là Facebook, hai là TikTok thì nhiều. Đúng. Chưa? Chưa là dần vạch nữa nha. Quay lại con à. Thì nó thẳng ra chút. Quay này tí vuốt keo các cái linh tinh lên hình mới đẹp được. Tạo mẫu luôn. Cái này là cái con nít đâu mà. Thế nếu mà người ta quan tâm phụ huynh, người ta lại mới có từ khóa là cắt tóc cho trẻ em á, nó mới ra để các cái em bé xem, bố mẹ ta cho xem để nó nhắm mắt nhìn thấy bạn cắt tóc như thế mình học theo. Mà chưa chuột làm. Ơi. Loại nổ 50 loại. Ờ. Có chứ 55. Để nấu cơm à? Không ạ. Thế này chú cắt thử ạ. Chém một sắc lép. Đặt tiền á. Thì
Giờ chú tạo đường kẻ. Vậy đi con. Bài tới chưa? Nhắm mắt lại. Tóc cũng dày này, dày đem dày trước ấy. Tóc cứng tóc này, khỏe tóc, tóc này tóc khỏe tóc. Chưa thanh niên, thanh niên tóc anh nè, nhà nhà nhân tài tóc yếu hết, hai người tóc, gọi được nhiều người tóc cứng. Im nha, vậy giờ chú ra cái này nha. Bác hay quay áp lực quá đấy. Ừ. Hả? Đâu, có chi đâu bình thường mà. Trong Sài Gòn, trong Gia Lai cũng mang đi quay. Mình quay cháu thôi. Đều dán dọc đúng không? Ừ. Không thấy lớp kéo luôn. Đều, không thấy lớp kéo luôn, bóng lộn luôn. Còn ánh sáng đủ đẹp, đủ rõ. Ok chưa? Nhắm mắt lại cho vui sạch nha. Để gần thì mặt tóc cũng thuận lợi đây. Cắt phần mà chỗ này thì cắt thì thôi rồi. Ô, có mà có cái